Uh, vẫn là nội dung live stream xuyên suốt tuần mà đã giới thiệu với mọi người từ đầu Đó là phần lấy lại gốc à, Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại 13 thể động từ Và hôm nay thì chúng ta sẽ đi ôn 3 thể động từ được cho là khó nhất Được cho là khó nhất của uh, trình độ sơ cấp ạ Mọi người có biết đấy là uh, thể động từ gì không? Mọi người... À, mọi người thấy trong level sơ cấp tất cả các thể động từ của chúng ta thì thể động từ nào thể động từ nào là khó nhất ạ? À, trước khi vào buổi live stream thì xin phép à, được thông tin một chút đến mọi người về một à, sự kiện rất là lớn của Dũng Modi sắp tới trong tháng 7 này thôi ạ. Đó là sự kiện khai trương trụ sở mới của Dũng Modi ở tại đâu nhỉ? Văn Phú Hà Đông ạ. <laughs> ở tại Văn Phú Hà Đông à, thời gian là 8 giờ sáng đến ngày 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa mọi người nhá đến 12 giờ trưa ngày chủ nhật ngày 28 tháng 7 à, địa chỉ thì là à, khu liền kề 45 47 Galaxy 369 tố Hữu Vạn Phúc Hà Đông À, vậy thì nhân buổi livestream ngày hôm nay thì cũng xin mời tất cả các bạn à, nếu mà có thể dành được thời gian thì có thể ghé tới buổi khai trương trụ sở mới của Dụmo đi để chúng ta cùng nhau gặp gỡ trò chuyện à, chơi những trò chơi và dành những phần quà về cho mình mọi người nhá. Hai. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta à, vẫn là nội dung lấy lại gốc tiếng Nhật buổi thứ năm ạ buổi thứ năm với các thể động từ với các thể động từ và hôm nay chúng ta sẽ ôn ba thể mọi người nhé à bạn hàng sàng có comment là thể bị động và thể bị động sai khiến còn thể sai khiến đâu <laughs> bị động này sai khiến và bị động sai khiến đó là ba thể trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại mọi người nhé ok mọi người đã sẵn sàng chưa ạ chúng ta sẽ bắt đầu với thể đầu tiên đây ạ thể bị động sai khiến và bị động sai khiến ba thể cuối này mọi người nhá rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi với thể bị động thể bị động học ở chương trình N4 rồi đúng không ạ các bạn có bị quên thể này không ạ vậy thì đầu tiên chúng ta vẫn sẽ như thường lệ đó là đi lại cách chia của thể bị động này à, đầu tiên chúng ta vẫn sẽ đi tới động từ nhóm một trước đúng không ạ Động từ nhóm 1 Động từ nhóm 1 là những động từ đứng trước mắt sự Có những cái chữ cái thuộc cột Y Đó Thì khi này Y Chúng ta sẽ đổi thành A Ở đây là cột A mọi người nhé ừ. Chúng ta ghi là cột Thì nó sẽ dễ hình dung hơn nhé Cột dọc mọi người nhé Đó Cột A Y này Y đúng không? Y, Chi, đi, Bi, Mi Thì chúng ta đều chuyển sang Cột A đó A xong chúng ta sẽ cộng với D D mát sự ở đằng sau D Được chưa ạ? Có một trường hợp đặc biệt đó là trường hợp đứng trước mắt sự là chữ cái y <laughs> là chữ cái y ạ à. thì chúng ta sẽ không phải đổi thành a y không đổi thành a mà y sẽ đổi thành hoa mọi người nhé Đổ thành va. đây là một trường hợp rất là đặc biệt và chắc là mọi người cũng sẽ đã được lưu ý khi mà học chương trình N4 rồi đúng không ạ? Đó, thì chúng ta nhìn luôn vào động từ đầu tiên với trường hợp đặc biệt đó là đứng trước mắt sự là chữ y. Kai đúng không ạ? Y chúng ta chuyển thành va này. Sau đó cộng với de sự Đều là đuôi de sự mọi người nhá. De de được de masu. Được chưa? Thành kawaremas. Kawaremas và bên này thì là thể đự thôi Được chưa ạ? Tương tự như thế các bạn nhìn ở đây là một Chi chúng ta chuyển thành Ta, nó thuộc hàng ta đúng không? Chuyển thành ta Rồi cộng với đuôi remas Mota -re Đó, tương tự như thế Đi chuyển thành Đã Cộng với Thánh thành Kaeraremas Tiếp theo, bi này Chuyển thành ba đúng không? cộng với demas thành yobaremas được gọi hay là bị gọi gì đó. Và cuối cùng chúng ta thấy có gì ạ? Yomimas, mi thì thành ma. Thì chúng ta sẽ có kết quả là yomaremas. Yomaremas được đọc hay là bị đọc. Được chưa? Chúng ta có hai cách dịch ở thể bị động mọi người nhá. Tương tự như thế chúng ta sẽ luyện tập nhiều hơn với những động từ khác đối với đuôi à đối với động từ nhóm 1 đó là Shinimas Shinimas là chết đúng không ạ? Thì ni chuyển thành na Đó, ni chuyển thành na Thì cộng với đuôi demas sẽ thành Shinare À, shinaremas Shinaremas Bị chết hay là được chết <laughs> Tiếp theo, kikimas Kikimas Nghe hỏi đúng không ạ? Chia thành Kikaremas Đó, mas Gi thành ga đúng không? Isogaremas. Dễ không ạ? -ga -mas. Tiếp theo Hanashimasu Si thành sa Thành Hanasaremasu được nói đúng không? Và cuối cùng là ikimas Thì chia thành ikaremas. Được chưa Ok, các bạn đã hình dung lại được cách chia à, thể bị động ở động từ nhóm 1 chưa ạ? rồi hãy. tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhóm 2 và nhóm 3 như mọi người có biết thì động từ nhóm 2 và nhóm 3 sẽ luôn luôn là những cái nhóm động từ mà có cách chia đơn giản nhất và dễ nhớ nhất nó không có những trường hợp đặc biệt quá nhiều đúng không ạ ngoài những cái động từ đặc biệt thuộc nhóm 2 ra thì chúng ta có có những cái chúng ta cần phải nhớ còn về cách chia thì khá là đơn giản chúng ta chỉ cần bỏ mát sự đi này bỏ mát sự đúng không bỏ hết mát sự đi à nhóm hai thôi nhá bỏ mát sự này thêm đuôi da de da hay là da được được chưa da de nào được đó vậy thì chúng ta có động từ tha mát bỏ mát sự đi sẽ thành tha bê da de mọi người có thấy nó giống với cái thể gì trước đây chúng ta đã học không ạ giống với cái thể gì ạ sổ thể khả năng đúng không vậy thì làm thế nào để phân biệt được Động từ này taberaremas cũng có cách chia tương tự ở thể khả năng cũng đọc là taberaremas thì khi nào dịch là có thể ăn khi nào thì sẽ dịch là bị ăn hay là được ăn. Thì câu trả lời là chúng ta sẽ hoàn toàn dựa vào văn cảnh của cái câu đấy nhé mọi người nhá. Sẽ phải dựa vào văn cảnh của câu để xác định ạ. Ừ. hay ok chưa? Rồi, neru, ngủ này, chia thành nerareru. Neraremas. Okiru là một động từ đặc biệt thì cũng bỏ mas đi cộng với daremas thành oki daremas ý đấy so. nhé rồi và cuối cùng là động từ nhóm 3 của chúng ta động từ nhóm 3 thì cũng có hai động từ đặc biệt thôi đó là shimas với nghĩa là làm và kimas với nghĩa là đến nhớ là nó sẽ phải mang nghĩa đến thì nó mới thuộc động từ nhóm 3 mọi người nhé còn một cái trường hợp đặc biệt là kimas là cái chữ trước ấy, chữ hán là chữ trước với nghĩa là mặc ấy, thì nó sẽ không thuộc nhóm 3 ok chưa ạ dạ. Nó sẽ thuộc nhóm 2 mọi người nhé. Vậy thì shimas với nghĩa là làm thuộc nhóm 3 thì sẽ chia thành saremas, saremas và kimas sẽ thành koraremas, koraremas. Ok chưa nào? Đấy, vậy là chúng ta đã à, nhìn lại một lượt cách chia của ba nhóm động từ. Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau Ờ à, đúng rồi, bạn Hằng đã comment chính xác rồi ạ tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về các cái mẫu câu có thể kết hợp hay là áp dụng sử dụng cùng với thể bị động mà vừa nãy chúng ta đã ôn tập đúng không ạ đầu tiên rất là đơn giản thôi ạ danh từ đi với trợ từ nhí cộng với một động từ được chia về thể bị động sẽ dịch là bị hay là được về đấy à được khen hay là bị mắng, chẳng hạn, thì được ai khen bị ai mắng thì cái người đó sẽ là cái người đi với trợ từ nhí ở đây, nhớ bị cô giáo mắng thì cô giáo sẽ đi với trợ từ nhí. Còn ai là ai là người bị mắng ạ? À? Mình người nói cái watashi sẽ được lược bỏ đi, nhớ mình sẽ lược bỏ bản thân mình đi và để là cô giáo này đi với trợ từ nhí này, rồi động từ mắng chia về thể bị động hay là được bố mẹ khen cũng tương tự như thế được giám đốc khen thì cái người khen chúng ta ở đây sẽ đi về trợ từ nhí và động từ khen sẽ chia về thể bị động mọi người hình dung ra cách sử dụng chưa ừ. rồi để snez chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ này. Đây chính là cái câu vừa nãy mà chúng ta có lấy ví dụ thì mọi người có hình dung ra được cái ý nghĩa của nó không ạ? rồi, hay chỉ có cứ stê. lý do đúng ạ, lý do hôm trước ôn thể t thì chúng ta cũng hôm trước ôn thể t thì chúng ta cũng đã có nhắc lại một chút về ý nghĩa của thể t, đó là gì ạ, nó có một nghĩa là gì ạ, nêu lên lý do vì do đúng ạ, do là đến muộn nên tôi đã bị bị ai ạ, à? bị cô giáo mắng, cô coraleta Đúng không ạ? Okoraremashita Đúng không ạ? Ừ, rồi Phân biệt với thể khả năng có thể dựa vào trợ từ được không xin dê? Có nhá ừ, Có, có thể dựa vào trợ từ được Thường thì thể khả năng thì sẽ là gì ạ? Đi với trợ từ gá đúng không? Nani 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 ga dekiru So Hãy tiếp theo Hay là tương tự như thế là Tôi đây là bị mắng đúng không? Được khen thì sao ạ? Tôi được giám đốc khen Thì sẽ nói như nào? À, được khen đúng không? Giám đốc Tôi được giám đốc khen Mọi người có thể đặt được câu này không ạ? Người khen chúng ta đi với trợ từ Nhì Đúng không? chô nhi Động từ khen là động từ gì ạ? mê Homeru là khen Vậy thì chia sang thể Bị động thì chúng ta sẽ dịch là à chúng ta sẽ chia là hồ me đã để được nè hồ me đã để được sổ 社長に褒められましたいいですねはい ok tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thể động từ thứ hai mà chúng ta sẽ cần phải ôn lại đó là thể sai khiến thể sai khiến mặc dù là kiến thức của level sơ cấp N4 tuy nhiên đến tận N3, N2 thậm chí là N1 vẫn còn thi, vẫn còn cho vào đề thi tại sao ạ? <laughs> tại vì có lẽ là tại vì chúng ta bị sai cái câu này nhiều quá nên là người ta vẫn cứ cho vào thi mọi người ạ. Ok. Về cách chia thể sai khiến ạ. Cách chia thể sai khiến mọi người nhìn này, vẫn là động từ nhóm 1 trước nhá, nhóm 1. Thì chúng ta sẽ có hàng y này, y đúng không? Ờ, sẽ đổi thành AC AC đây. AC AC mas AC được. Riêng trường hợp là y là y thì sẽ biến thành là wa se chứ không phải là ac nữa wa se -du. nhá wa se mas wa se -du. Đó, chúng ta nhìn luôn vào các động từ bên dưới uh, để hình dung dễ hơn động từ kai là mua giống như là thầy bi động vừa ấy chúng ta cũng có đúng không thì khi này y sẽ chuyển thành wa không phải là a nhá y chuyển thành wa Thánh wa SE mas kawase mas kawase mas kawase ka r tương tự như thế hay là một chi mas cầm mang đúng không một chimas chị thì chuyển sang a chuyển sang hàng a hay cột a đó thì sẽ là thành ta chi thành ta rồi cộng với cimas một ta cimas một ta hay là khai thành Da se đi thành đã đúng không cộng với xe mas khai ra sẽ mas Rồi ra rồi động từ chữ tử động từ chết ạ à. chia thành ni thành na đúng không? shinasemas 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 mọi người cứ đọc nhiều thì nó sẽ quen miệng nhá mọi người nhá có thể là mới đầu khi mà chia cái thể này thì mọi người sẽ hơi bị níu lưỡi một chút đúng không nào tiếp theo chúng ta có, chúng ta có động từ ikimas là đi này. thì sẽ thành kasemas ikasemas ikasemas là cho đi đấy Đúng không? Nó có thể sai khiến mà Là cho người khác Rồi Cuối cùng là Hana chia thành Hana sase mas Hana sase mas Ý Ok Daijoubu Rồi tiếp theo là nhóm 2 và nhóm 3 mọi người nhé Nhóm 2 chúng ta có Cách chia đó là bỏ mas sự đi thêm se, Thêm cố định luôn là sase Sase mas sase được Đơn giản là tabemasu Đúng không? Bỏ ます đi. Bỏ hết ます. Chi Chia thành, tabe tasemas. Nemas thank ne sasemas. Okimas thank oki sasemas. Đó, dễ không ạ? Nhóm 3 là nhóm 2 và nhóm 3 là hai nhóm dễ nhất luôn đúng không ạ? Nhóm 3 hai động từ shimas và kimas thì sẽ chia tương ứng thành sa semas và Cô sasemas. Ko sasemas. Ừ. Có bạn nào còn gặp khó khăn Ở phần chia động từ này không ạ ừ. Đúng rồi Vì ít khi dùng nên là khá là bị Hơi bị níu lưỡi một chút Khó nói đúng không Nó, nó không, không được mượt lắm Nên là mình có thể luyện nói nhiều hơn à, Đó là thể sai khiến Còn lát nữa sang thể bị động sai khiến Thì nó sẽ còn dài hơn một chữ nữa Đấy nên là mình sẽ phải cố gắng Luyện chia nhiều và luyện nói nhiều hơn một chút Mọi người nhá Đời, Chúng ta sẽ cùng nhau đến phần ứng dụng Ứng dụng của thể sai khiến hãy, hãy. Chúng ta sẽ có thể sai khiến Sẽ dịch đơn giản là Bắt N1 bắt Hoặc là N2 để À N1 bắt Hoặc là để N2 làm hành động về Bắt hoặc là để cho làm nhé Có thể dịch là bắt làm Hoặc có thể dịch là cho làm Được chưa ạ N1 và N2 Nhị là nhà nhị U Động từ đúng không ạ, chia về thể sai khiến chúng ta sẽ nhìn vào ví dụ cho dễ hình dung này. Chúng ta có một ví dụ như thế này, mọi người thử dịch nhá, thử dịch và thử phân tích xem nó sẽ như thế nào. Và kodomo ni nan demo suki Thì câu này chúng ta sẽ dịch là gì ạ? Chúng ta sẽ uh, xem tương ứng với về trước là n1 và n2 nhỉ, đúng không ạ? Thì và <laughs> wa sẽ là n1 này. N1 con cái hai này. Đúng không ạ? Và đây, cái này chính là cái vế tiếp theo này chính là động từ. À không phải là cái gọi là cái tân ngữ, cái này gọi là cái tân ngữ nhá. Ố! Oh, bạn Minh Khôi đã có comment ạ. À. Tôi luôn làm tôi luôn làm bất cứ thứ bất cứ thứ gì mà con tôi muốn. Ngược nhá. Ngược nhá. Mọi người hình dung lại này. Ở đây sẽ là N1 bắt hoặc là cho N2 làm cái gì đấy. Được chưa? N1 bắt hoặc cho N2 làm gì đó, thường sẽ là người nói cho người khác làm một cái gì đấy. Hoặc là bắt người khác làm một cái gì đấy. Thì ở đây là tôi sẽ cho con làm. Đúng không? Chứ không phải là tôi làm cho con nhá, không phải là tôi làm cho con ạ. À. Ừ. Tôi muốn bắt con tôi làm bất cứ việc nào mà tôi thích <laughs> Oh no <laughs> Đây là một thách thức cho mọi người đúng không? Ừ. Mình dịch là muốn cho con làm đi Đừng dịch là muốn bắt con làm nữa Tôi muốn là sẽ cho con tôi làm Bất cứ thứ gì mà Mà tôi thích hay là con tôi thích ạ? À? Uh. Đúng rồi ạ à hay. Uh, ok rất là nhiều bạn đã comment chính xác rồi uh, bạn Phương Anh ạ, à, bạn Thiện Nhân ạ, à, tôi nghĩ cho con làm những gì con thích bạn Hà, uh, Bờ rồi <laughs> uh, mạnh hùng ok mọi người đã comment rất là chính xác rồi ạ à. hai hai tôi muốn là mình chỉ là tôi muốn là đúng không sẽ để cho cho đúng không cho con làm để cho con được làm mọi điều nan thế mộ đúng không ạ mọi điều hay là tất cả mọi điều mà mà nó thích đó mà nó thích rồi tú anh ạ tôi muốn cho con làm những việc con thích rất là chính xác ạ tôi cho phép con tôi làm những gì nó thích ok đúng rồi nha nguyệt nhá, Việt nhá. À, vũ khánh tôi cho phép con làm những điều con thích ok hay chính xác ạ mọi người có hình dung ra được, được cách sử dụng của mẫu à, của cái thể sai khiến này chưa ạ nhá là mình cho người khác làm hay là đôi khi nếu mà cái trường hợp nó hơi bị uh, cái 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 câu văn ấy nó hơi bị tiêu cực một chút thì mình có thể chỉ dịch là bắt còn bình thường cái câu nó không bị ý nghĩa tiêu cực thì mình dịch là cho phép hay là để cho làm ok rồi hãy có một ví dụ nữa mọi người thử sức nhá chúng ta có này sensei wa gakusei ni o soji sasemashita so sasemashita ok À, chúng ta sẽ thử sức tiếp với một câu thứ hai nữa Đây mọi người vẫn hình dung này N1 đây đúng không? Đấy N2 đây đúng không? Đó N1 thì bắt hoặc là N1 cho N2 làm cái gì đấy Rồi giáo viên bắt học sinh dọn vệ sinh phòng học Ồ Ừ, Bùi Mạnh Hùng xin xe bắt học sinh dọn dẹp lớp học Ok, cô giáo muốn học sinh vệ sinh phòng học ở đây không có muốn nhá không có muốn nha minh khôi nay hàng cc cho sinh viên dọn dẹp vệ sinh phòng học về cơ bản thì cái ý nghĩa mọi người đã hiểu rồi tức là biết ai là người cho ai là người bắt ai làm được chưa về cơ bản là ý nghĩa mình đã hiểu rồi chỉ là cái cách mình diễn đạt câu nó làm sao nữa thôi đúng không thì ở đây mình sẽ có một cái câu nó ờ uh... nó là gì nhỉ? Một câu để mọi người tham khảo nhé rồi giáo viên thì bắt học sinh dọn dẹp lớp dọn dẹp phòng học hay là lớp học được ạ? ok rồi ok cảm ơn tất cả mọi người đã comment rất là nhiệt tình tiếp theo uh, có thể coi là ác mộng của nhiều người đó là thể bị động sai khiến ạ vừa nãy chúng ta có bị động đúng không ạ sau đó là sai khiến bây giờ chúng ta kết hợp nó lại là bị động sai khiến vừa nãy thể sai khiến chúng ta dịch là gì ạ? Là bắt làm hay là cho làm, để cho cho phép làm đều được nhá. Còn thể bị động sai khiến chúng ta dịch là bị bắt làm. Không phải là bắt nữa mà là bị bắt. Cái chiều nó bị ngược lại rồi nhá. Vừa nãy là mình bắt người ta làm, bây giờ là mình bị người ta bắt làm. Mọi người hình dung ra không ạ? Ờ nhá. Thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn vào cách chia đã. Nhìn lại một lượt về cách chia của thể bị động sai khiến đã đúng không ạ? đối với nhóm một của thể bị động sai khiến thì trước tiên là mọi người hãy nhớ là chúng ta sẽ có hai cách để chia nhá hai cách để chia rồi vậy thì chúng ta có thể nhìn lên đây thứ nhất là cách chia nào cũng ok cách chia nào cũng dùng được không có gì để mà phân biệt cả vậy thì đối với những trường hợp mà cách chia nào cũng được ấy thì mọi người hãy lưu ý rằng là cái nào ngắn thì mình dùng cho nó dễ đấy là dễ cho mình và dễ cho cả người nghe thôi nhá Uh, đầu tiên chúng ta sẽ có những cái chữ uh, đứng trước mắt sự thuộc hàng y hay cột y như thế này thì chúng ta sẽ đổi thành a, c da, a, se, đúng không ạ? Đó. Hoặc trường hợp thứ hai, đây là trường hợp thứ nhất nhá. Trường hợp thứ hai là đổi thành a, sa, đệ a, sa, đệ Lát nữa chúng ta sẽ xem ví dụ cho dễ hiểu. Tiếp theo này một cái trường hợp đặc biệt là y thì chúng nhớ là chúng ta sẽ không đổi thành a mà đổi thành hoa Đây là cái mà ở thể bị động và thể sai khiến chúng ta đã có nhắc lại nhiều lần rồi thì mọi người cứ lưu ý là các thể khác nó cũng vậy thôi nhá. Cách chia các thể khác nó cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Y sẽ không bao giờ biến thành a mà y sẽ luôn luôn biến thành hoa mọi người nhá. Rồi, và có một cái lưu ý, một cái dấu hoa thị ở đây nữa mọi người có thể lưu ý giúp xem xe đó là trường hợp đứng trước mắt sự ở đây là Xi Xi này. Đó Thì nó sẽ làm sao ạ? Khi mà đổi thành cái cách chia thứ hai này Thì nó sẽ vô tình nó sẽ thành hai chữ xa liền nhau Nên riêng trường hợp mà đứng trước mắt sự là chị si thuộc nhóm 1 Thì chúng ta sẽ không sử dụng cách chia thứ hai Nhá, không sử dụng cách chia thứ hai mà sẽ chỉ, chỉ, sử dụng cách chia thứ nhất là a c d d mà thôi được chưa? chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cách à, các cái động từ ở đây nhé đầu tiên khai vẫn là một động từ rất là quen thuộc ạ y chia thành wa này được chưa sau đó cộng với đuôi sedare kawase dare mas hoặc là kawase dare được kawase dare mas kawase dare được <laughs> mọi người có thể luyện đọc thử nhé mọi người nhá hay đấy là cách chia thứ nhất được chưa và cách chia thứ hai đó là y chuyển thành vạ cộng với sare sare mas hoặc là sare được thì chúng ta sẽ có là kawa mas hoặc kawa sare được ý đây là cách chia thứ hai hai cách này đều ok nhá đều ok thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai cách thường là người ta sẽ ưu tiên sử dụng cái cách thứ hai bởi vì nó ngắn <laughs> nó ngắn Đấy, tiếp theo là động từ thứ hai là động từ Mochimasu ạ à. Chúng ta sẽ chi chia thành ta đã này Rồi cộng với đuôi Seraremasu hoặc là Serare được Đấy nha, nó lại đã sắp xếp theo hàng dọc như này Đó, Đó chứ ạ Mota e, eh, Mota seraremasu hoặc là Mota serare được Và đấy là cách chia thứ nhất đúng không? Cách chia thứ nhất Cách chia thứ hai ở bên này Đấy, chia thành Mota saremasu và Mota được. Ok, nhá, hai cách chia đều ok. Và cuối cùng là động từ Hanashimasu chính là một động từ đặc biệt mà chúng ta đã lưu ý với nhau rằng nó sẽ không sử dụng cho cách chia thứ hai. Được chưa? Mà sẽ chỉ sử dụng được cách chia thứ nhất thôi. Thì khi này chúng ta sẽ chia thành hanasaseraremas. Hanasaseraremas, hanasaserareru. Daijōbu desu ka? Ừ. Rồi, tiếp theo là hai nhóm động từ thứ hai và thứ ba rất là đơn giản thôi nhóm hai thì luôn luôn chỉ có bỏ mát sự đi cộng thêm một cái đuôi gì đấy đúng không ạ đuôi ở đây có thể bị động sai khiến chính là sa se da de sa se da de thì tabemasu bỏ mát sự đi cứ bỏ hết mát sự đi mọi người nhá Tabe be sa se da de mas tha be sa se da de Ờ, dài không? <laughs> không? sao, mọi người luyện nói nhiều nó sẽ thành quen nhá Tabe sase daremas Ok Rồi, <laughs> nemas thành Ne sase daremas Hoặc Ne sase dareru Đi đi ska Rồi, cuối cùng động từ okimas thành Oki daremas Và Oki sase Né Đó, bị bắt nhá Bị bắt ngủ Bị bắt ăn Bị bắt thức dậy Chúng ta có thể dịch như vậy rồi nhóm ba hai động từ shimas và KIMASU sẽ chia thành sase raimas và ko, ko saseru. nhé được chưa nào và có một cái lưu ý được ghi đỏ ở dưới này nó sẽ áp dụng cho cả thể sai khiến và thể bị động sai khiến luôn mọi mọi người nhá đó là tất cả các động từ khi được đổi thành thể bị động sai khiến và thể sai khiến nữa nhá thì đều sẽ biến thành động từ nhóm 2. Được chưa ạ? Đều biến thành động từ nhóm 2. Tức là dù là cái động từ đấy vốn dĩ là nhóm 1 đi chăng nữa. Đây, nhóm 1 đi chăng nữa. Nhưng khi đây nhá, ở đây nó là nhóm 1. Nhưng mà khi sang khi đã chia sang đây rồi. Chia sang thể sai khiến, chia sang thể bị động sai khiến rồi thì nó sẽ biến thành động từ nhóm 2. Ok chưa ạ? Đây này mọi người cứ hình dung là trước mắt sự là chữ D này. Đúng không? D thì chính là nhóm 2. Mọi người nhớ như thế nhá. Rồi, Ok Vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến mẫu câu áp dụng cho thể bị động sai khiến này Đó Ở đây thì đang ghi là danh từ cộng với ố cộng với động từ chia về thể bị động sai khiến Thì xin sẽ sẽ bổ sung thêm cho mọi người một cái nữa à, Cái gì đây? <laughs> Chữ ní nhé mọi người nhé Rồi, nhị, hai Chúng ta sẽ có danh từ 1 đi với trợ từ nhí và cái danh từ 1 này sẽ là người bắt người bắt làm á còn người bị bắt làm là đi với trợ từ quá là mình đã lược bỏ đi rồi còn cái người mà bắt chúng ta làm ấy đi với trợ từ nhí rồi cái việc cần làm này đi với trợ từ ố này cộng với động từ chưa có thể bị động sai khiến dịch là bị bắt làm hành động về kiểu như là tôi bị mẹ bắt ăn rau ấy Đúng không? Tôi bị mẹ bắt ăn rau Đơn giản là như thế Thì người bắt chúng ta là ai ạ? À? Là mẹ Mẹ đi với trợ tứ Nhí Đúng không? Bắt ăn thì chính là động từ Thabe đó, Đúng chưa? Và cuối cùng là bắt ăn gì ạ? À? Bắt ăn rau Thì chính là cái danh từ kia là Yasai Đúng chưa? Mọi người có hình dung ra cách dùng của nó không? Rồi nhá Thì chúng ta sẽ cùng nhau Nhìn ví dụ như sau Hãy À vừa chính xác luôn Câu này chắc là câu ví dụ truyền thống này Người ta gọi là câu ví dụ truyền thống Mà người ạ chỉ cần nghĩ đến một cái ngữ pháp nào đó thôi Là mình sẽ hình dung ngay ra một cái ví dụ nào đấy Đặc trưng thuộc về ngữ pháp đấy nào, chúng ta sẽ có câu như trên, mọi người hãy thử sức mình nhá. Kodomo no koro mai kirai na yasai tabe sase daremashita vừa dịch tiếng Việt xong đúng không? Vừa dịch tiếng Việt xong. Nhưng mà quan trọng ở đây là đang chưa có người bắt chúng ta làm. Cái người bắt chúng ta làm ấy đang thiếu ở đây, đúng không? Đang chưa có. Thì nếu mà là ai bắt chúng ta, người nào bắt thì chúng ta, người nào bắt chúng ta thì chúng ta thêm báo đi với trợ từ nhí vào nhá. Ví dụ là mẹ bắt này, bố bắt này, ông bắt, bà bắt này, vân vân. Được chưa ạ? Mọi người thử sức dịch câu này nhá. Hồi nhỏ thì làm sao? sai khiến bị động với bị động sai khiến á à? ờ, không có sai khiến bị động mọi người ạ chỉ có sai khiến và bị động sai khiến thôi nguyễn bảo long này hồi còn nhỏ tôi đã bị mẹ bắt ăn rau củ thứ mà tôi ghét mỗi ngày ok mình dịch cái từ mỗi ngày lên trước đi mình dịch cái từ mỗi ngày lên trước đi có thể là nó sẽ ok hơn Hồi bé hàng ngày tôi bị, bị bắt ăn rau tôi ghét Mọi người dịch xong mọi người có thể đọc lại câu tiếng Việt của mình nhá Xem là bình thường tiếng Việt mình nói như thế mình nghe mình có Có thấy bị lấn cấn ở đâu không? Đó Xem câu từ trong tiếng Việt mình đã sắp xếp ok chưa? Nhá, còn về mặt ý nghĩa thì xin xin nghĩ là mọi người đã hiểu rồi Mọi người đã hiểu rồi Còn lại cái cái, cái bước cuối cùng đấy là sắp xếp lại câu chữ tiếng Việt làm sao để nó thuần Việt hơn ấy mọi người. Tại vì tiếng Nhật thì người ta đặt các cái vị trí của các từ trong câu nó sẽ hơi khác với tiếng Việt nên có thể là cái cách dịch nó sẽ hơi bị Rối um, dối một xíu. Đó nhưng mà khi mà mình đã hiểu ý của câu rồi thì mình nên suy nghĩ lại một chút xem là à cái câu dịch tiếng Việt đấy của mình thì đã thuần Việt chưa? Câu từ trong tiếng Việt sắp xếp đã hay chưa? chẳng hạn thì mình hãy chút lại một lần nữa cái cái câu dịch của mình nhá. Rồi hồi còn nhỏ tôi hàng ngày bị bắt ăn món rau mà tôi không thích Ok Đó <laughs> Chính xác nhá Dịch rất là hay rồi ạ Hồi còn nhỏ thì hàng ngày hay là mỗi ngày tôi đều bị bắt ăn những cái món rau mà tôi không thích Hay là tôi ghét đó Đúng không ạ ừ. Nhá Ok Cảm ơn bạn Tú Anh Cảm ơn mọi người Ừ Được chưa Ok, và chúng ta đã kết thúc phần Uh, cũng như là cái phần ôn tập ba thể động từ ngày hôm nay cũng như là chiến dịch livestream lấy lại gốc trong tuần này của chúng ta. Uh, và cuối cùng thì xin phép được uh, giới thiệu tới mọi người khóa học các khóa học của Dũng Mô Đi ạ. Dũng Mô Đi thì đang có các khóa học của các lớp VIP 500 học trực tuyến qua Zoom ạ, học trực tuyến qua Zoom từ các cấp độ N5 đến N1. Uh, giáo viên thì sẽ là các giáo viên của trung tâm đã được qua đào tạo và cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi uh, chương trình học thì sẽ uh, tùy vào các cấp độ mà sẽ có từ 52 đến 55 buổi học trực tuyến qua Zoom uh, lớp tối đa sẽ là 17 bạn trên một lớp và cũng sẽ có các bạn chăm sóc khách hàng các bạn trợ giảng hỗ trợ mọi người uh, thời gian học thì sẽ có các ca học từ 19 đến 21 giờ theo giờ Việt Nam tối 246 hoặc là 357 hoặc cũng sẽ có những cái khung giờ tám à, sớm hơn từ 18 đến 20 giờ giờ Việt Nam mọi người nhé. Đó, về ưu điểm của khóa này thì chúng ta sẽ được học trực tiếp cùng với giáo viên. Nên là sẽ được thầy cô giảng và sửa lỗi cũng như là hướng dẫn về phương pháp học trực tiếp phù hợp với mỗi bạn. Ngoài ra thì mình cũng sẽ được giải đáp thắc mắc rồi đốc thúc suốt khóa học. À, không chỉ là giáo viên mà các bạn trợ à, giảng cũng sẽ hỗ trợ và đốc thúc mọi người thêm. Đó. tất cả các buổi học đều sẽ có test ừ. Các bạn sẽ có có test có thể là đầu giờ hoặc là cuối giờ sau sau khi kết thúc giờ học Và để ôn lại kiến thức và đảm bảo được tiến độ và kết quả học tập của học viên Ngoài ra thì khóa Zoom này chúng ta cũng sẽ được tặng kèm thêm một khóa học tương ứng Khóa học trên app hoặc là website của Dũng tương ứng với cái thời gian mà chúng ta học ở trên lớp để mọi người có thể chuẩn bị bài này Có thể ôn lại bài này Có thể làm thêm rất là nhiều những cái bài tập ôn tập Để có thể củng cố kiến thức của mình Song song với lớp Zoom ở trên lớp mọi người nhé Ừ ừ. Ngoài ra về nội dung khóa học Thì chúng ta cũng sẽ có những khóa cụ thể Đó là sơ cấp về N4, N5 để chúng ta sẽ học đầy đủ các kiến thức Các kỹ năng về TGBT à, Theo sách giáo trình Minna cộng thêm với những giáo trình Mà trung tâm biên soạn nữa À, chúng ta sẽ có những cái buổi cai qua thường xuyên có thể là cai qua trực tiếp một một với giáo viên cũng như là sẽ có những cái buổi cai qua theo chủ đề để nâng cao cái khả năng học biểu à, tức là thuyết trình trước mọi người ở trực tiếp tại trên lớp à, chúng ta cũng sẽ được chia nhóm thực hành với các bạn và giáo viên nữa nhé mọi người nhé đối với trung cấp N3 N2 N1 thì chúng ta sẽ chia ra làm bốn chặng chặng một thì chúng ta sẽ có ôn tập lại một chút kiến thức Uh, level trước. Và chặng 2 sẽ là chặng học kiến thức nền về từ vựng chữ Hán và ngữ pháp để lấy cái nền tảng để chúng ta tiếp bước sang chặng 3, chặng học đọc hiểu, nghe hiểu và luyện đề. Và cuối cùng là để ôn luyện tổng hợp chiến lược thi để để chúng ta có thể đạt điểm cao trong kỳ thi mọi người nhá. Rồi OK tài liệu học tập thì các bạn sẽ được gửi kèm theo dưới dạng pdf được soạn bởi chính thầy cô trong trung tâm và sẽ được đảm bảo về mặt nội dung bám sát đề thi thực tế ạ à, về quà tặng thì vừa nãy xin cũng có giới thiệu rồi đó là nếu mọi người đăng ký trong tuần này sẽ được tặng kèm miễn phí bộ tài liệu cái này là tặng thêm nữa nhé mọi người nhé tặng kèm miễn phí bộ tài liệu tuyển tập các đề thi gpt đã qua các năm và một khóa học online qua app thời hạn 6 tháng ạ. Đó nhớ tặng kèm thêm cái này nữa. Để mọi người có thể học chủ động hơn khi rảnh rỗ nhá. trị giá của quà tặng lên đến gần 3 triệu đấy ạ. <laughs> ok. Mọi người có bất cứ thắc mắc gì về các khóa học à, hay là các cái á, chương trình học của Dũng Modi thì có thể inbox trực tiếp về page của Dũng Modi để được tư vấn cụ thể hơn mọi người nhá. Hai Ok, vậy thì buổi live stream của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc ở đây Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi live stream ngày hôm nay à, Nếu mọi người có muốn xem lại buổi live stream ngày hôm nay Thì có thể uh, vào trang Dũng Mô Đi trên Youtube nhé mọi người nhé Để có thể xem lại ạ Hai, tskadesama des